Mới đây, trên diễn đàn học đường nổi tiếng có tên trường người ta, một gam mê thủ học sinh đã chia sẻ hình ảnh hàng chục học sinh của trường mình ngồi làm bài thi ngay giữa sân trường. Được biết hình ảnh này được ghi lại trong một giờ kiểm tra của trường Trung học Phổ thông Hữu Phú tỉnh Hậu Giang. Hàng chục học sinh ngồi giữa sân trường làm bài thi, có muốn quay cóp cũng khó mà làm được. Ảnh Nguyễn Huy Quyền trường người ta. Theo hình ảnh mà người này đăng tải, các gamer thủ học sinh được sắp xếp riêng mỗi người một chiếc ghế nhựa để làm bài thi. Các học sinh ngồi một mình để ngồi tách biệt với nhau. Trung bình mỗi học sinh ngồi cách nhau 1.5×2m tạo thành hàng dài trải dọc khắp sân trường. Ở góc nhìn trên cao, từng em ngồi thành hàng dài, đều đặn tăm tắp và chú ý làm bài. Ngay sau khi được chia sẻ, rất nhiều thành viên mạng tỏ ra bất ngờ, hào hứng với hình ảnh đẹp, lạ mắt cùng chế độ thi thế hệ mẻ này. Thi thế này thì hết đường ăn lận, ngày xưa mình mong thi như thế này mãi mà không thấy, chứ ngồi trộn giữa các lớp cũng không ăn thua gì trao đổi bài vẫn diễn ra liên miên, như thế làm sao đánh rét mức được sức học đúng đắn được, gamer thủ huyện tờ bình luận. Tương tự người này, rất nhiều người cũng lên tiếng ủng hộ chế độ thi này. Thực sự ủng hộ các trường nên triển khai chế độ thi này, không quay cóp cũng chẳng có tài liệu thế hệ biết học sinh của mình giỏi hay dốt đến đâu mà có đổi mới cách dạy chứ, gamer thủ nợ. Mờ cho biết. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người băn khoăn việc tổ chức trên có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các em học sinh hoặc đòi hỏi rét thì phải rất vất vả thế hệ có thể rét sát quá trình làm bài thi của các em học sinh. Trời thì nắng, cho học sinh ngồi giữa sân trường thế này thì nhớ ảnh hưởng sức khỏe thì sao, ý kiến cá nhân mình thì thấy hơi bất lợi, chỉ là mắc thế hệ mẹ chút thôi chứ phức tạp lắm. Như trước thi kê bàn ghế rất mệt, chưa thể đi phát đề thì đứa đầu tiên được làm trước cả mấy phút so với đứa phát cuối cùng. Kiểu này thấy dễ ăn lận hơn ý, như dùng điện thoại, photo tài liệu nhỏ kiểm soát thế nào. Còn gamer thủ nghĩ sao về cách ghi lạ mắt này?